Xin kính chào các quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một mẫu trụ tinh thể thạch anh trắng đá nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Tất cả các chi tiết chóp cạnh ở đây nó đều là nguyên bản tự nhiên hết nhé. Đều là nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Phần chóp có độ trong rất tốt, quý vị nhìn này. Đạt được độ pha lê luôn đấy. Một mẫu đá nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Soi đèn quý vị thấy phần chân này, phần đầu này, phần máy soi. Độ trong cực tốt. Soi ánh sáng vàng nó dễ thấy hơn. Độ trong cực tốt. Phần này thì cực trong rồi. Mẫu này thì nó có bề dài này là 20 cm. Chiều cao từ trên đỉnh này xuống dưới này là 12,5 cm. Và khối lượng đá của trụ này nặng là 2,7 kg. Đá thạch anh trắng pha lê nguyên bản nguyên zin. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị với giá là 2 triệu đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị yêu thích chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là đá thạch anh trắng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên, quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không đúng, tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên nhận được những video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa sẽ up lên các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu có nhu cầu mua hàng hoặc đặt hàng gia công các sản phẩm đá phong thủy hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.